Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn. Chương 3451 tôi đã thông báo cho cậu ta biết rồi. Nhưng công pháp mà chân nhân Thái Huyền tu hành rất đặc biệt, có người nói có thể cảm ứng được nhân quả, vọng khí đoạn mệnh. Hơn nữa lại rất chuẩn. Bởi vậy thường có rất nhiều người đến bái kiến chân nhân Thái Huyền, cố gắng biết được họa phúc trong miệng ông ta để cầu may tránh họa. Ngày hôm đó, trước động phủ của chân nhân Thái Huyền tụ tập rất nhiều người, có người hỏi chuyện thay đổi xếp hạng trên bia kỷ nguyên. Chân nhân Thái Huyền bình luận về Đường Tuấn trước, y thuật không tệ, thực lực cũng tạm được. Có triển vọng thành tiểu tôn giả tương lai, nếu như cậu ta trở thành tiểu tôn giả thì mới có thể xếp hạng trước vị trí 50. Người hỏi không nghĩ chân nhân Thái Huyền lại đánh giá cao Đường Tuấn như vậy, cũng hít lấy một ngụm khí lạnh. Lại có người hỏi về Ngao Vấn Thiên và Đạo Nhất. Ngao Vấn Thiên, số mệnh hưng thịnh, long thần có thể mong chờ. Mọi người hít ngụm khí lạnh lần hai. Long thần, chính là tôn giả của long tộc rồi. Chân nhân càng đánh giá cao Ngao Vấn Thiên hơn nữa. Có người nói Ngao Vấn Thiên từng bại dưới tay Đường Tuấn thì chân nhân Thái Huyền cười nhạt, nói, rồng bị mắc nơi nước cạn còn gặp tôm nhạo bán mà. Thành bại và vinh nhục nhất thời có tính là gì? Ngao Vấn Thiên bây giờ đã thức tỉnh huyết mạch tổ long tất nhiên sẽ một bước lên trời rồi. Rồng bị mắc nơi nước cạn còn gặp tôm nhạo báng. Ngao Vấn Thiên là rồng, mà Đường Tuấn lại thành tôm tép. Mọi người bật cười, rất nhiều nghĩ cái ví dụ này thật sự không thích hợp cho lắm. Lúc nói đến Đạo Nhất thì sắc mặt của chân nhân Thái Huyền bỗng nhiên chăm chú, dùng một loại ngữ điệu vô cùng nghiêm túc nói, Đạo Nhất thần tử, dòng dõi tiên. Dòng dõi tiên, hai chữ đã biểu lộ ra tất cả, như thế nào là dòng dõi tiên chính là có khả năng trở thành tiên. Tiên, áp đảo trên cả cảnh giới tôn giả, điều này khiến hô hấp của mọi người gần như là dừng lại. Chân nhân Thái Huyền vuốt râu than nhẹ, nói, Đường Tuấn đã sinh sai thời đại rồi, chỉ có thể làm nền mà thôi. Lời bình của chân nhân Thái Huyền vừa ra thì hứng thú với Đường Tuấn của rất nhiều người đã giảm đi rất nhiều, sự quan tâm với Ngao Vấn Thiên và Đạo Nhất ngược lại có xu hướng càng mạnh hơn. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy, rất nhanh đã có người đến tìm Đường Tuấn. Trong căn cứ của tiểu đội sát thần, những tiểu tôn giả Lâm Giang Tiên đang tiếp đón một người. Thân hình của người này ục ịch, còn là một tên đầu chọc, ngũ quan giống như bị cưỡng ép nhào lại thành bột đắp vào một chỗ, khiến cho người ta cảm thấy có chút vặn vẹo. Nhưng lúc này đám người Lâm Giang Tiên lại luôn miệng cười, không dám biểu hiện ra một chút không thích nào. Bởi vì người này chính là Trầm Thanh Đằng, tiểu tôn giả xếp thứ 15 trên bia kỷ nguyên. Chương 3452 vậy ông muốn thế nào? Liễu Phi Tiên có thể ghi danh lên hạng 108 trên bia kỷ nguyên tất nhiên phải trải qua rất nhiều trận chiến, có thắng có thua, không có khả năng một cú đã thua khiến Trầm Thanh Đằng phải lộ diện, đây sẽ chỉ làm trò cười cho người khác mà thôi. Nhưng lần này không giống vậy, lần thua này của Liễu Phi Tiên không thể giải thích được. Sau khi trở về thì đạo cơ hỗn loạn, thiếu chút nữa đã sụp đổ. Nếu không phải Trầm Thanh Đằng mời một vị bác sĩ thần tới trị liệu cho Liễu Phi Tiên, sợ rằng nghìn năm khổ tu của Liễu Phi Tiên đã công cốc rồi. Bên kia, Vũ Vô Thương đang thông báo cho Đường Tuấn. Trầm Thanh Đằng. Đúng vậy, ông ta là sư phụ của Liễu Phi Tiên, đoán chừng là lần này tìm anh để trả thù. Anh nên chuẩn bị sẵn tâm lý thật tốt đi. Đường Tuấn rời khỏi nơi ở cùng với Vũ Vô Thương. Ngoại trừ Vũ Vô Thương ra còn có những đội viên khác của tiểu đội sát thần cũng đi theo Đường Tuấn, phòng hờ anh chạy trốn. Những người này đều mang vẻ mặt lạnh lùng cười nhìn Đường Tuấn. Tiến vào trong đại sảnh, Đường Tuấn liếc mắt đã thấy được Trầm Thanh Đằng đang ngồi ở vị trí trung tâm với Lâm Giang Tiên. Các vị tiền bối, người đã dẫn tới rồi. Lập có đội viên của tiểu đội sát thần hô lên. Cái loại ngữ điệu trêu tức lạnh lùng này căn bản không xem Đường Tuấn là đồng nghiệp. Trầm Thanh Đằng nhìn về phía Đường Tuấn, hừ lạnh một tiếng rồi nói, cậu suýt chút nữa đã phá hủy đạo cơ của đệ tử tôi, cậu có biết không? Một âm thanh buồn bực mang theo áp lực đáng sợ đặt trên người của Đường Tuấn. Mặt đất dưới chân anh nứt ra. Đám đội viên của tiểu đội sát thần cười lạnh một tiếng, cách xa Đường Tuấn một chút. Vũ Vô Thương muốn nói gì đó nhưng lập tức bị Lâm Giang Tiên kéo qua. Sư phụ! Vũ Vô Thương truyền âm. Trong âm thanh mang theo một chút khẩn cầu. Lâm Giang Tiên truyền âm nói, đây chính là tự cậu ta gây phiền phức, phải tự mình giải quyết. Thầy đã cho cậu ta cơ hội nhưng cậu ta lại từ chối.
Vũ Vô Thương giật mình, nhất thời hiểu được. Hóa ra Lâm Giang Tiên đang trả thù không biết điều của Đường Tuấn lúc trước. Chương 3453 ra mắt tiền bối Tư Không Huyền. Sắc mặt của Vũ Vô Thương và Lâm Giang Tiên chợt biến đổi. Trầm Thanh Đằng nói rất nhẹ nhàng đơn giản, nhưng vết thương đạo cơ có thể nói là một trong những thương thế khó chữa trị nhất, cho dù là bác sĩ thần cũng không khác là bao. Vết thương đạo cơ của Liễu Phi Tiên chính là do tâm ma chướng đưa đến, cũng dễ chữa một chút. Mà nếu như vết thương đạo cơ là do vị tiểu tôn giả Trầm Thanh Đằng xếp thứ 15 trên bia kỷ nguyên gây ra, sợ rằng là không cách nào trị được. Trầm Thanh Đằng đây là muốn bẻ gãy con đường tu hành của Đường Tuấn. Vũ Vô Thương nhìn về phía Đường Tuấn, đôi mắt đỏ hồng lên, quỳ gối trước mặt Lâm Giang Tiên nói, sư phụ, chuyện này anh ta cũng không sai, không thể để anh ta bị đối xử như vậy được. Đội viên của tiểu đội sát thần có người muốn kéo Vũ Vô Thương dậy, Vô Thương, cô cần gì phải cầu tình cho anh ta chứ? Vũ Vô Thương hất tay của người kia ra, quát lên, cút đi. Những người này của tiểu đội sát thần là cái dạng gì, những ngày này cô ta đã thấy rõ hết rồi. Phải làm bạn với những người này thậm chí khiến cô ta cảm thấy có chút buồn nôn. Người của tiểu đội sát thần ngẩn người ra, chợt cười lạnh đứng sang một bên, có người châm chọc nói, Vũ Vô Thương, tôi có lòng khuyên nhủ, cô đừng quá coi trọng bản thân như vậy. Tiểu đội sát thần chúng tôi cần chính là Vương Trùng. Vũ Vô Thương ngoảnh mặt làm ngơ với những lời này, ánh mắt dừng ở Lâm Giang Tiên, nói, sư phụ. Lâm Giang Tiên thở dài, nói với Trầm Thanh Đằng, cho tôi chút mặt mũi đi. Ông thay đổi cách trừng phạt cậu ta một chút, cũng không cần phải làm tổn thương đạo cơ của cậu ta mà. Trầm Thanh Đằng hừ lạnh một tiếng rồi nói, Lâm Giang Tiên, thể diện của ông tôi cũng chẳng xài được. Nếu như ông tiếp tục xin tha cho cậu ta, vậy chính là quyết định đánh với tôi một trận. Trận chiến giữa tiểu tôn giả cũng lâu rồi không mở ra, tôi không ngại làm trận đầu đâu. Ánh mắt của Lâm Giang Tiên dùng mình, khí tức lóe lên rồi biến mất. Trong lúc ông ta đang do dự có nên ra tay hay không thì bên ngoài vang lên một âm thanh, Tư Không Tuyền cầu kiến bác sĩ Đường Tuấn. Tư Không Tuyền là ai vậy? Không nghĩ tới Đường Tuấn anh còn có bè cánh. Đội viên của tiểu đội sát thần lạnh lùng nói. Câm miệng. Lâm Giang Tiên quát một tiếng. Nói, tên của tiền bối Tư Không Tuyền là tên mà cậu có thể gọi thẳng à. Đội viên kia của tiểu đội sát thần bất ngờ không kịp đề phòng, đã bị chấn động. Tư Không Huyền này có vẻ như là một nhân vật lớn. Lâm Giang Tiên nhìn về phía Trầm Thanh Đằng rồi nói, Trầm Thanh Đằng, ông còn muốn tiếp tục không? Trầm Thanh Đằng thở dài một hơi rồi nói, đi ra ngoài nghênh tiếp tiền bối Tư Không Huyền này đã rồi nói sau. Đám người nối đuôi nhau đi ra. Chỉ thấy ở trước cung điện có một ông lão mái tóc trắng xóa. Ra mắt tiền bối Tư Không Huyền. Nhìn thấy ông lão, đám người Trầm Thanh Đằng và Lâm Giang Tiên vội vã chào. Chương 3454 Trầm Thanh Đằng cũng hoàn toàn không rõ. Đám người của tiểu đội sát thần bày ra vẻ mặt không hiểu gì, Vũ Vô Thương thân là đệ tử ngoại môn của cung Hỗn Nguyên, kiến thức cũng cao hơn một chút, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một tia sáng, thầm nghĩ. Vị tiền bối Tư Không Huyền này sẽ không phải là sư đệ của chân nhân Khổng Long đó chứ. Bia kỷ nguyên không có ghi chép lại toàn bộ tiểu tôn giả, cũng có một số người có chiến lực cấp tiểu tôn giả không nằm trên bảng. Trong đó có cả vị Tư Không Huyền này. Từng có một lần chân nhân Khổng Long lọt vào tập sát của kẻ địch, Tư Không Huyền đã chặn ba vị tiểu tôn giả cho ông ta. Có người từng nói sức chiến đấu của Tư Không Huyền tuyệt đối không kém những tiểu tôn giả trước hạng 10 trên bia kỷ nguyên là bao. Nhưng chẳng biết tại sao Tư Không Huyền lại không lên bảng. Trên mặt Tư Không Huyền mang theo vẻ hiền hòa nhã nhặn, đảo qua dám người Lâm Giang Tiên, Trầm Thanh Đằng rồi nói, không nghĩ tới Trầm Thanh Đằng ông lại ở đây. Trầm Thanh Đằng thấp thỏm lo âu, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như nào. Ánh mắt của Tư Không Huyền di chuyển, cuối cùng rơi vào trên người của Đường Tuấn, nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu, bay tới kéo tay của Đường Tuấn, nói quả nhiên là bác sĩ Đường. Sư huynh của tôi là chân nhân Khổng Long, là anh ấy bảo tôi tới tìm cậu. Âm thanh của Tư Không Huyền mang theo chút tôn kính, điều này làm cho sự bất an trong lòng của Trầm Thanh Đằng càng nặng hơn. Ra mắt tiền bối Tư Không Huyền. Đường Tuấn vừa nói xong thì chuẩn bị làm lễ chào hỏi với Tư Không Huyền. Tư Không Huyền nhất thời sợ hãi, liên tục xua tay rồi nói, bác sĩ Đường, vậy là không được đâu. Ngài là đệ tử của vị tiền bối kia. Vị tiền bối lại có ân chỉ điểm cho sư huynh của tôi, cũng coi như là một nửa thầy rồi.
như vậy tính ra chúng ta là cùng thế hệ, cho nên luận giao theo cùng thế hệ là được rồi. Đường Tuấn lưỡng lự một chút rồi nói, được thôi. Tiền bối Tư Không Huyền, ngài đây là... Lâm Giang Tiên và Trầm Thanh Đằng đều cảm thấy nghi ngờ. Vũ Vô Thương và đám người tiểu đội sát thần càng không hiểu chuyện gì hơn. Tư Không Huyền trước mắt vừa nhìn đã là một nhân vật lớn khó lường, Đường Tuấn sao có thể có xây dựng được mối quan hệ với ông ta thế kia. Tư Không Tuyền khách khí với Đường Tuấn, cũng không hề khách khí với Lâm Giang Tiên và Trầm Thanh Đằng như thế, nghiêm mặt lại, trầm giọng nói, tôi vừa nói xong vẫn chưa đủ hiểu nữa à. Sư huynh của tôi coi như là có quan hệ sư huynh sư đệ với Đường Tuấn, lần này sư huynh phái tôi qua đây chính là để cảnh cáo một số người. Tiền bối, vậy sư phụ của bọn họ là? Trầm Thanh Đằng giật mình trong lòng, đã vội vàng hỏi. Tư Không Huyền lộ ra biểu cảm vô cùng tôn kính rồi nói, đương nhiên là vị cao nhân vô danh kia rồi. Nét mặt của Trầm Thanh Đằng thay đổi, vậy mà lại thật sự là vị cao nhân vô danh kia. Chân nhân khổng long vậy mà đã bái người nọ làm thầy. Trầm Thanh Đằng cũng chẳng ngạc nhiên gì với việc này, thậm chí còn đoán được lý do, nhất định là chân nhân khổng long vì lĩnh ngộ căn nguyên ngũ hành đây mà. Có điều có thể bái được một vị cao nhân làm thầy, coi như cũng là một loại cơ duyên. Trầm Thanh Đằng trước kia cũng có tìm cách tương tự, nhưng đáng tiếc không có bí quyết gì. Chỉ là, Đường Tuấn sao có thể có quan hệ liên quan đến vị cao nhân kia chứ? Trầm Thanh Đằng cũng hoàn toàn không rõ. Ánh mắt của Tư Không Huyền lạnh lùng quét qua đám người Trầm Thanh Đằng, Lâm Giang Tiên và các thành viên của tiểu đội sát thần, giễu cợt nói các ông và bác sĩ Đường. Chương 3455 Bảo Long, Hoàng Đồng. Lâm Giang Tiên và Trầm Thanh Đằng nghe vậy thì vội vàng lắc đầu, nói chúng tôi với bác sĩ Đường rất tốt. Ồ, thế nhưng vừa rồi hình như tôi nghe được rằng có người muốn tổn thương đến đạo cơ của bác sĩ Đường, chẳng lẽ là tôi nghe nhầm à? Tư Không Tuyền nhíu mày, cười như không cười nói. Vẻ mặt của Trầm Thanh Đằng cứng lại, có chút không biết phải làm sao, nặn ra một nụ cười khó coi nhìn về phía Đường Tuấn. Bất kể là chân nhân khổng long hay là vị cao nhân vô danh kia cũng đều không phải là người mà ông ta có thể tùy tiện đắc tội. Sớm biết rằng Đường Tuấn có bối cảnh như thế thì ông ta nào dám nói ra những lời như vậy chứ? Không thấy rằng Mạnh Tinh Hà đắc tội với vị cao nhân vô danh kia. Hiện tại đến cả căn nguyên không gian cũng không thể vào được hay sao? Ông ta cũng chỉ là đệ tử ngoại môn của cung Hỗn Nguyên, cũng không muốn làm Mạnh Tinh Hà thứ hai đâu. Những thành viên của tiểu đội sát thần cũng kinh hồn bạt vía, mặc dù bọn họ không có thân phận trong cung Hỗn Nguyên, nhưng cũng biết được chuyện của vị cao nhân vô danh kia từ một số đường. Mà Đường Tuấn lại là đệ tử của vị cao nhân vô danh kia, cái thân phận này thật sự có chút dọa người. Đường Tuấn cũng không có lập tức nói gì. Khỏe miệng của Tư Không Tuyền nở ra nụ cười nhạt, bày ra bộ dạng có thể tùy thời mà ra tay. Điều này khiến cho trái tim của Trầm Thanh Đằng lạnh đi một mảng. Cuối cùng Đường Tuấn cười lạnh nói, tiền bối Lâm Giang Tiên, tiền bối Trầm Thanh Đằng, chuyện hôm nay về sau chắc sẽ không xảy ra nữa chứ. Lâm Giang Tiên và Trầm Thanh Đằng vội vàng gật đầu, nói chắc chắn sẽ không. Tốt lắm. Tư Không Tuyền cũng cười nói, sư huynh của tôi sau khi được vị cao nhân kia chỉ điểm xong thì gần đây đã đột phá tu vi một chút. Đang muốn tìm người để luyện tay đây. Lâm Giang Tiên và Trầm Thanh Đằng cười khổ, sao mà không nghe ra được cảnh cáo trong lời nói kia. Một đám người tiến vào cung điện, vẻ mặt của Tư Không Huyền bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, nói, bác sĩ Đường, thời gian trước sư huynh của tôi gặp được hai người này, không biết cậu có biết không? Lúc nói chuyện, có hai người xuất hiện từ trong tiểu thế giới của ông ta. Tóc tai của hai người bù xù, hai tròng mắt đỏ ngầu, phát ra tiếng gầm gừ nhỏ như dã thú trong miệng. Khí tức của hai người này đều đã đạt tới trình độ cảnh giới thần quân hậu kỳ, nhưng lúc này đã bị sức mạnh nào đó phong ấn đến không thể nhúc nhích. Hai người Lâm Giang Tiên và Trầm Thanh Đằng thay đổi sắc mặt, bọn họ cũng không xa lạ gì với tình huống này, bệnh kỳ lạ này rất giống với vương trùng vừa xảy ra gần đây. Bảo Long, Hoàng Đồng. Chương 3456 bây giờ nghĩ lại thì ông ta nhất thời xấu hổ. Thương thế của Hàn Bảo Long và Tạ Hoàng Đồng gay gâu rồi, máu trong cơ thể gần như đã biến dị toàn bộ. Loại biến dị này khiến nhiệt độ trong máu cao lên rất nhiều, tốc độ lưu thông nhanh hơn mấy lần, hoàn toàn là đang tiêu hao sinh lực của bản thân, cũng chính là tuổi thọ. Nếu như không phải thể chất của hai người này tương đối đặc biệt thì e là đã sớm chết rồi.
Cho dù là Đường Tuấn tự tin y thuật không tồi, trong lúc nhất thời cũng không nhìn ra được hai người rốt cuộc đã bị bệnh gì. Tư Không Huyền thở dài nói, bác sĩ Đường, sư huynh của tôi nói rằng hai người này rất có khả năng đã trúng phải ma huyết chú. Ma huyết chú. Lâm Giang Tiên và Trầm Thanh Đằng nói thất thanh, trong ánh mắt lộ ra chút sợ hãi. Tư Không Huyền đưa một cái ngọc giản vào tay Đường Tuấn, nói, đây là một số ghi chép về ma huyết chú. Thần niệm của Đường Tuấn đảo qua trong ngọc giản, một lát sau cũng giật mình tại chỗ. Ma huyết chú, chính là một loại chú thuật thượng cổ cực kỳ đáng sợ. Chúng phải ma huyết chú thì máu của cả người chúng phải sẽ gặp hiện tượng ma hóa. Trong quá trình ma hóa có thể khiến cho bản thân tu hành giả đạt được sức mạnh lớn hơn, cho nên rất nhiều tu hành giả cho dù biết rõ sự nguy hại của ma huyết chú với cơ thể người, nhưng vì cái sức mạnh vô cùng lớn hư vô mờ mịt này thì lại bằng lòng đi tu luyện. Có người nói trước đây không lâu có một đao thần họ Niếp, vì báo thù nên đã tu luyện ma huyết chú, rồi gây lên một trận gió tanh mưa máu trong giới tu hành. Ma huyết chú khó giải. Đây là kết luận mà Đường Tuấn đúc kết ra sau khi xem xong nội dung trong ngọc giản. Không chỉ có khó giải, hơn nữa ma huyết chú này dưới tình huống nào đó còn có thể truyền nhiễm. Trong đầu của Đường Tuấn không khỏi hiện ra cảnh tượng vương trùng bị dính máu của mãng xà chín đầu, chẳng lẽ đó chính là cách truyền nhiễm ư? Lâm Giang Tiên thất thanh nói, loại chú pháp ma huyết chú này đã sớm thất truyền rất nhiều năm rồi, sao có thể xuất hiện lại chứ? Tư Không Huyền nói, chắc là có người gây nên, chỉ là không biết đối phương muốn làm gì thôi. Ông ta nhìn về phía Đường Tuấn rồi nói, nếu như đây chỉ là giai đoạn đầu của ma huyết chú, mới bắt đầu nhập ma thì khi đó còn có cách để giải trừ. Nhưng bây giờ hai người này đã nhập ma quá sâu, gần như không có khả năng cứu chữa được nữa. Đường Tuấn nói, tôi vẫn muốn thử một chút. Tư Không Tuyền giật mình, cũng không khuyên nữa, nói, không thì để tôi nhờ sư huynh tìm sư phụ của cậu một phen. Ông ta chính là biết Đường Tuấn cũng không có quyền hạn để tiến vào căn nguyên không gian. Đương nhiên không cách nào gặp được vị cao nhân vô danh cho nên mới nói ra đề nghị này. Đường Tuấn lắc đầu rồi nói, đợi tôi không cách nào giải quyết được thì sẽ tìm sư phụ. Sư phụ kia cũng chính là bản thân, tìm ông ta cũng vô dụng. Bác sĩ Đường, vương trùng cậu ta. Chờ Trầm Thanh Đằng đi khỏi thì Lâm Giang Tiên mới hỏi. Lúc này ông ta cũng mới nhớ tới thật ra thì trước kia Đường Tuấn cũng đã nói về sự khác thường của vương trùng rồi. Chẳng qua là lúc đó ông ta cho rằng lòng dạ của Đường Tuấn vô cùng hẹp hòi nên mới nói như vậy. Bây giờ nghĩ lại thì ông ta nhất thời xấu hổ. Lâm Giang Tiên đã kêu người mang vương trùng qua đây. Chương 3457 tất cả mọi người nhìn về phía ông lão. Vương trùng sửng sốt. Không hiểu sao Lâm Giang Tiên trước đó còn xem anh ta như đứa nhỏ mà cưng chiều lại đột nhiên thay đổi thái độ. Đường Tuấn bắt mạch cho vương trùng xong thì nói, anh ta cũng trúng ma huyết chú, có điều nhẹ hơn nhiều, hẳn là còn cứu được. M thanh của anh ngừng một lát rồi nói tiếp, chỉ là sau khi loại bỏ ma huyết chú thì tu vi của anh ta cũng sẽ bị hao tổn theo đó, cần một thời gian rất dài mới khôi phục lại được. Vương trùng nghe nói như thế thì cũng không kịp suy nghĩ nhiều, nói tiền bối Lâm Giang Tiên, ông có nghe thấy không? Rõ ràng là anh ta muốn hại tôi. Nếu như là lúc trước thì Lâm Giang Tiên quả thật sẽ hoài nghi động cơ của Đường Tuấn, nhưng bây giờ Đường Tuấn muốn đối phó với Vương Trùng thì căn bản không cần phiền phức như vậy. Ông ta thở dài một hơi rồi truyền âm cho Vương Trùng nói mấy câu. Vương Trùng nhất thời không kêu nữa, mặt xám như cho tàn, tự lẩm bẩm, không thể nào. Đường Tuấn vậy mà lại là đệ tử của vị cao nhân kia, là sư huynh sư đệ với chân nhân Khổng Long. Đường Tuấn không để ý tới vương trùng mà là bắt đầu chữa trị cho anh ta. Mức độ vương trùng nhập ma khá nhẹ, có thể thông qua việc chữa trị cho anh ta lấy được một ít kinh nghiệm, việc trị liệu cho Hàn Bảo Long và Tạ Hoàng Đồng sau đó cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Trong lúc Đường Tuấn đang trị liệu thì tin tức về ma huyết chú lại bắt đầu truyền bá ra lần nữa, lòng người đã lo sợ trong lúc nhất thời. Lúc này cũng đã hơi trễ, bởi vì có rất nhiều người trong lúc vô tình chúng phải huyết ma chú. Không chỉ có tuyệt địa hoàn vũ thôi mà toàn bộ nơi ở chiến trường kỷ nguyên đều xuất hiện tu hành giả chúng cùng loại ma huyết chú. Một chỗ trong cung điện, mười mấy nam nữ già trẻ tập trung lại với nhau, sắc mặt chăm chú nhìn một bức ảnh. Trong bức ảnh, từng đôi mắt đỏ ngầu của tu hành giả lẫn yêu thú đều tự nổ tung, hóa thành một màn xương máu vây quanh, hòa tan vào trong bầu trời của huyết hà. Đây chính là hậu quả của ma huyết chú hoàn toàn bạo phát ư.
Một ông lão có mái tóc trắng xóa run giọng nói. Những người khác đều im lặng không nói gì. Những hình ảnh này là bọn họ thu thập từ khắp nơi, là chuyện đã thật sự xảy ra. Bác sĩ Bình, chúng ta nên làm gì đây? Tất cả mọi người nhìn về phía ông lão. Ông lão tên là Bình Tam Thiếu, là bác sĩ thần nổi danh trên chiến trường kỷ nguyên. Y thuật cao minh, chỉ có Tô Không Du mới có thể sánh vai với ông ta. Mà sau khi Tô Không Du chết đi thì Bình Tam Thiếu nghiễm nhiên đã trở thành người đứng đầu trong bác sĩ thần trên chiến trường kỷ nguyên. Những bác sĩ thần này tuy rằng chịu sự quản lý của phe cánh khác nhau nhưng lúc này đều đã tụ tập lại với nhau ở đây. Bình Tam Thiếu nói, ma huyết chú là một trong chú thuật thượng cổ đáng sợ nhất. Nếu như lần này không xử lý tốt rất có thể sẽ tạo nên một tai họa lớn. Tôi kiến nghị mỗi người đều chia sẻ nghiên cứu về ma huyết chú, phải nhanh chóng tìm ra phương án giải quyết. Có bác sĩ gật đầu không chút do dự, cũng có bác sĩ do dự một chút rồi mới gật đầu đồng ý. Bác sĩ Bình, trong tiểu đội sát thần có một bác sĩ tên Đường Tuấn, đồng đội của anh ta là Vương Trùng, còn có hai người bạn đều trúng ma huyết chú. Y thuật của cậu ta không tệ, bác sĩ Viên hình như cũng bị cậu ta đánh bại. Có muốn gọi cậu ta đến không? Bỗng có một bác sĩ thần hỏi. Mọi người nhìn về phía một người trong sân. Người nọ phong thái yêu kiều, lại là Viên Lâu Lan. Chương 3458 có thể đổi máu không? Bị mọi người nhìn chằm chằm, Viên Lâu Lan căng thẳng trong lòng nói, anh ta chỉ là may mắn mà thôi. Bình Tam Thiếu nói, y đạo không có may mắn. Viên Lâu Lan chần chừ một lúc này mới trầm giọng nói, y thuật của tôi quả thật không bằng anh ta. Y thuật của anh ta cũng không kém thầy nhiều lắm. Mặc dù cô ta đã rời khỏi quân diệt ma, nhưng cô ta vẫn có thể nghe ngóng được tình huống trong quân diệt ma. Dưới sự chỉ đạo của bác sĩ Đường Tuấn thì tiến độ huấn luyện của quân diệt ma còn nhanh hơn cô ta đảm nhiệm mấy lần. Khi đó cô ta mới hiểu được y thuật của Đường Tuấn đã vượt xa bản thân. Tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Xem ra bác sĩ Đường Tuấn này thật sự có tài. Bình Tam Thiếu nói, nếu như vậy thì Viên Lâu Lan, cô đi mời cậu ta đến đây đi. Viên Lâu Lan nói, tôi ư. Cô ta cũng cần mặt mũi chứ, trước đó đã xung đột với Đường Tuấn mà bây giờ lại đi mời Đường Tuấn khiến cô ta có chút xấu hổ. Bình Tam Thiếu nói, Viên Lâu Lan, lòng dạ của cô nên cởi mở hơn thì con đường y đạo mới có thể tiến xa hơn được nữa. Viên Lâu Lan khẽ hừ một tiếng, không để bụng nói, tôi đi mời là được chứ gì. Chờ Viên Lâu Lan đi rồi mới có người nói, bác sĩ Bình, mặc dù y thuật của Đường Tuấn không tệ nhưng đối mặt với chú thuật thượng cổ ma huyết chú này, sợ rằng cũng không giúp được gì cả. Bình Tam Thiếu nói, tôi vốn cũng không có mong đợi cậu ta có thể giúp được gì, chỉ cần đừng rước thêm phiền phức là được. Bác sĩ thần vốn đã ít ỏi, để cậu ta học hỏi thêm chút kinh nghiệm cũng tốt. Các ông cũng nên bồi dưỡng hậu bối một chút, đừng giấu giếm bí mật của mình. Những người khác ngượng ngùng cười. Đường Tuấn chữa trị 2 ngày cho Vương Trùng, tuy rằng không trị hết hoàn toàn ma huyết chú, nhưng đã có thể áp chế được sự ăn mòn của ma huyết chú. Nếu như đổi lại là bác sĩ khác thì có thể phải tiêu tốn thời gian lâu hơn nữa. Mặc dù Đường Tuấn có thể nhanh như vậy là nhờ sự trợ giúp cần thiết của Đan Hoàn Thần Bí. Đan Hoàn Thần Bí tự nhiên gần gũi với các loại sức mạnh, mà ma huyết chú cũng là một sức mạnh từ bên ngoài. Cho nên Đường Tuấn đã lợi dụng Đan Hoàn Thần Bí để phân tích ma huyết chú nhanh hơn. Sau khi nghỉ ngơi một hồi, trong lúc Đường Tuấn chuẩn bị tiếp tục chữa trị cho Vương Trùng thì Lâm Giang Tiên nói cho Đường Tuấn biết Viên Lâu Lan đã tới. Gương mặt của Viên Lâu Lan lạnh lùng biểu lộ ý đồ đến Đường Tuấn. Đường Tuấn sau khi nghe xong thì chỉ cân nhắc trong giây lát rồi nói có thể. Tôi cũng muốn gặp qua các bác sĩ khác một lần. Viên Lâu Lan nói, vậy thì đi thôi. Đường Tuấn mang theo Vương Trùng, Hàn Bảo Long và Tạ Hoàng đồng rời đi cùng Viên Lâu Lan. Mà lúc này ở trong một nơi bí ẩn, vài bóng ma màu đen tụ tập lại một chỗ. Bình Tam Thiếu tụ tập một số bác sĩ muốn nghiên cứu ra cách trị ma huyết chú. Hừ, ma huyết chú ở thượng cổ chính là chú thuật khó giải, Bình Tam Thiếu tuy rằng y thuật không tồi nhưng vẫn chưa có cái bản lĩnh kia đâu. Có điều để phòng ngừa ngộ nhỡ, vẫn là nên đi ngăn cản bọn họ một chút. Dù sao thì ma huyết chú cũng liên quan đến lần tranh đoạt quan trọng nhất tiếp theo, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào. Chương 3459 nên vậy mới phải. Thảo luận rất nhiệt tình, ai cũng không nhường ai.
Ở đây đều là bác sĩ thần, mỗi người đều đi được con đường của bản thân trên y đạo, đều rất tin tưởng rằng phương pháp trị liệu của bản thân mới là tốt nhất. Lúc Đường Tuấn và Viên Lâu Lan tiến vào cung điện, nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Những bác sĩ thần thảo luận không có vì họ đến mà bị gián đoạn, cho dù có thấy bọn họ thì cũng cố ý bỏ qua. Hai người đi vào cung điện đã đứng ở phía ngoài đoàn người nhìn những người khác thảo luận. Đường Tuấn nghe các loại thảo luận, thỉnh thoảng gật đầu. Những bác sĩ thần này quả thật có chỗ độc đáo. Khóe miệng của Viên Lâu Lan nâng lên một sự châm biếm, thầm nói, hiện tại đã nhận đả kích rồi chứ gì. Mỗi một người ở đây cũng đều là bác sĩ thần, thấm nhuần y đạo mấy nghìn năm, con đường đi qua còn nhiều hơn số người mà anh từng gặp đấy. So với bọn họ thì anh vẫn còn rất nhiều thứ để học hỏi nhỉ. Cô ta thích nhìn bộ dáng kinh ngạc của Đường Tuấn. Bản chất của ma huyết chú là một loại sức mạnh bên ngoài thúc đẩy máu biến dị, nếu như có thể tăng cường năng lực tạo máu của cơ thể, đồng thời khiến cho máu mạnh hơn nữa, có thể chống lại loại sức mạnh bên ngoài này, từ đó mà áp chế được ma huyết chú. Mọi người ở đây đang thảo luận kịch liệt thì một âm thanh không lớn chen vào giữa đông đảo tiếng thảo luận. Âm thanh ầm ĩ dường như trong nháy mắt đã bị tiếng này che khuất. Nhưng mỗi một bác sĩ thần trong sân đều là tu hành giả cảnh giới thần quân, vẫn là nghe rất rõ ràng. Thoáng cái tất cả đều dừng thảo luận lại, nhìn về phía nam thanh niên trẻ tuổi xa lạ kia. Viên Lâu Lan giật mình, cô ta thật sự không ngờ Đường Tuấn vậy mà lại to gan như vậy, còn dám lên tiếng trong thời điểm này. Bình Tam Tiếu nhíu lông mày trắng như tuyết rồi nói, mới vừa rồi là cậu nói à? Đường Tuấn gật đầu, nói, đúng vậy. Vứt dứt lời lập tức đã bị rất nhiều người quát lớn. Đúng là lố bịch và ngu xuẩn mà. Tăng cường sức mạnh của máu ư, máu có sức mạnh gì chứ? Làm sao tăng cường được? Không hiểu thì đừng có nói lung tung. Đối mặt với rất nhiều tiếng quát lớn và chỉ trích, nét mặt của Đường Tuấn vẫn luôn duy trì nụ cười mỉm. Chờ tất cả mọi người bình luận xong thì anh mới lên tiếng, nếu tất cả mọi người đã nói xong rồi, có thể cho tôi nói vài câu được không? Bình Tam Tiếu nói, đương nhiên có thể rồi. Vốn là nói thoải mái. Đương nhiên nếu như cậu có chỗ không đúng, bọn họ cũng sẽ không khách khí với cậu. Nên vậy mới phải. Đường Tuấn nói. Anh thu hồi lại dáng vẻ tươi cười, nghiêm túc nói, tu hành giả có thể làm máu sống lại, một giọt máu hóa thành sông lớn. Tôi muốn hỏi các vị, đây có phải là sức mạnh của máu hay không? Mọi người sửng sốt, bởi vì Đường Tuấn nói không hề sai. Nhưng lập tức đã có người đặt câu hỏi, thế nhưng sức mạnh của máu này là dựa theo sự tinh tiến của tu vi mà tăng lên, là một loại tiến hóa và chuyển tiếp thay đổi một cách vô tri vô giác, vô cùng mờ mịt, đừng nói là tăng cường nó, đến cả phát hiện nó cũng không dễ dàng gì. Chẳng lẽ cậu có thể nghĩ ra được cách nâng cao tất cả tu vi của bệnh tật hay sao? Chương 3460 những người khác cũng cười nhạt. Vấn này đã đánh thẳng vào điểm mấu chốt. Đường Tuấn nói rằng tăng cường sức mạnh của máu giống như trong quá trình vượn và khỉ tiến hóa thành người, muốn một mình tăng tốc độ tiến hóa một bộ phận. Mọi người ở đây nhìn lại là chuyện căn bản không thể được. Đường Tuấn nói, nếu như tôi có cách thì sao? Không có khả năng. Anh vừa nói xong đã bị mọi người nghiêm khắc phản đối. Điều này đã vượt ra khỏi tầm hiểu biết của bọn họ rồi, nếu như giới tu hành phát triển thêm mấy chục nghìn năm nữa thì có lẽ mới có khả năng. Nói cách khác thì ý nghĩ này của Đường Tuấn ít nhất đã vượt mức quy định của thời đại tận mấy chục nghìn năm. Thật giống như tìm ra cách chế tạo máy bay ở xã hội nguyên thủy vậy. Lý luận về tri thức thì các loại thiết bị đều gần như vô dụng, biết phải làm thế nào. Bình Tam Tiếu nói, người thanh niên, cậu chính là Đường Tuấn nhỉ. Cái suy nghĩ này của cậu quả thật rất thú vị, cũng đủ sáng tạo. Nhưng căn bản không có tính thực dụng, người thanh niên chính là thích mấy suy nghĩ viển vông. Những người khác cũng cười nhạt. Không hề có ý cười nhạo mỉa mai, dù sao phần lớn người bọn họ cũng là từ giai đoạn này mà tới, chờ sau khi kiến thức nhiều lên thì bọn họ mới phát hiện sự hiểu biết của bản thân trước kia nông cạn đến nực cười cỡ nào. Viên Lâu Lan cũng cảm thấy buồn cười. Có điều cô ta cũng bội phục sự dũng cảm của Đường Tuấn, có thể dám nói ra loại lý luận này trước mặt nhiều người như vậy, nếu nhát gan thì không thể làm được. Hung hăng ra mặt một lần như thế. Nói không chừng Đường Tuấn còn có thể được một bác sĩ thần coi trọng thì sao? Đường Tuấn cũng không giải thích gì nhiều, mà là để Viên Lâu Lan thả ba người Vương Trùng, Hàn Bảo Long và Tạ Hoàng Đồng ra.
Tiểu thế giới của anh đã bị đan hoàn thần bí dung luyện rồi, nhẫn không gian cũng không có cách chứa người, không thể làm gì khác hơn là trước tiên thu xếp ở trong tiểu thế giới của Viên Lâu Lan. Điều này có chút phiền phức nhưng Đường Tuấn vẫn không tìm được cách giải quyết. Đường Tuấn lấy một chút máu của Vương Trùng. Sau khi Vương Trùng trúng phải ma huyết chú thì màu sắc của máu sẽ càng đậm, đỏ biến thành màu đen. Hơn nữa máu còn tản ra luồng sát khí nồng nặc. Nhìn thấy hành động của Đường Tuấn, những bác sĩ thần ở đây nghĩ không ra anh muốn làm cái gì. Có vài người muốn quát lên bảo anh dừng lại nhưng đã bị Bình Tam Tiếu dùng ánh mắt ngăn lại. Chút máu ấy của Vương Trùng lơ lửng trên không trung. Mỗi một ánh mắt của bác sĩ thần ở đây đều sắc bén, sớm đã nhìn ra được máu được lấy ra này đã bị ma huyết chú ăn mòn toàn bộ. Đường Tuấn lấy ra một cây ngân châm. Cây ngân châm này có tính chất đặc biệt, mặt ngoài còn có mùi thuốc nhàn nhạt. Mũi châm của ngân châm cực nhỏ, vừa vặn đâm khít vào trong máu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 193.